Bây giờ tôi nói tôi là con trai đó, tôi đây đó, nhưng một ngày nào đó gửi tôi đi với một người đàn ông nào khác, các bạn nói ủa vậy từ xưa giờ bóng mà gồng. Ba chưa bao giờ khẳng định mình là con trai hay là LGBT hay là một cái gì hết. Còn cái chuyện tính dục của Khoa, Khoa chỉ muốn là một mình bạn đời của Khoa tương lai biết thôi. À, bây giờ Khoa sẽ lần cuối cùng Khoa nói về giới tính của mình, và mong là cái này nó sẽ viral ra để cho mọi người biết luôn. Khoa chưa bao giờ khẳng định mình là con trai hay là LGBT hay là một cái gì hết. Còn cái chuyện tính dục của Khoa, Khoa chỉ muốn là một mình bạn đời của Khoa tương lai biết thôi. Tại vì bây giờ nha, Khoa có thể nói với mọi người đi, Khoa có thể chia sẻ là tôi là LGBT, tôi là BD đó, đồ này kia các kiểu. Nhưng một ngày nào đó các bạn thấy tôi cưới vợ, có bạn gái, thì mấy bạn nghĩ tôi đang làm khổ con gái người ta hoặc sống giả tạo. Còn bây giờ tôi nói tôi là con trai đó, tôi đây đó, nhưng một ngày nào đó gửi tôi đi với một người đàn ông nào khác, các bạn nói ủa vậy từ xưa giờ bóng mà gồng mà này kia nọ. Thật ra tôi không nói tôi giới tính linh hoạt hay là một cái gì hết, nhưng tôi yêu theo cảm xúc, Khoa yêu theo cảm xúc, và cả ai tạo được cho cảm xúc cho Khoa thì Khoa sẽ yêu người đó, chứ đừng nghĩ là Khoa sẽ như thế này với người này, Khoa sẽ như thế kia với người kia. Thậm chí Khoa từng yêu một bạn mà tôi không hiểu tại sao tôi yêu bạn đó, là yêu mà yêu thương kiểu gia đình luôn, có nghĩa là bạn đó cuối cùng là mình là bạn đó là lesbian, nhưng mà có nghĩa là cái tình yêu nó không xuất phát từ một cái gì hết, nó chỉ là hai trái tim nó đồng nhịp với nhau và nó đồng điệu với nhau, tụi tôi sở thích giống nhau, mọi thứ giống nhau, tụi tôi đến với nhau, tụi tôi thương nhau, thậm chí có những người sở thích khác và những nhiều thứ khác, nhưng tâm hồn tụi tôi đồng điệu thì tụi tôi yêu nhau. Nên đừng quy chụp tôi chắc chắn sẽ yêu người này, tôi sẽ yêu người kia, hoặc là tôi là con trai hay tôi sẽ là cái gì đó. Tương lai sẽ trả lời, và tôi chỉ cần là người ngủ với tôi, người quan hệ với tôi biết xu hướng tính dục của tôi là được. Dạ. Thật sự thì với cái góc nhìn của em về cái chuyện là giữa sự nghiệp hay là gia đình thì em vẫn luôn hướng về hướng gia đình. Thì khi mà gia đình mình có những cái chuyện gì đó vui, ví dụ như mình thử đặt một cái trường hợp mình là người ta, khi mà mình quen người ta mình cứ giấu người ta, thì người ta không được công khai cái thân phận của người ta đối với mình, trong khi cái tình cảm của người ta, dành thời gian của người ta dành cho mình rất là nhiều, thì mình phải công nhận cái điều đó. Và khi mà công nhận cái điều đó, nó sẽ xảy ra những cái vấn đề gì ở đất nước mình, nếu mình không so sánh với đất nước khác thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì, thì mình sẽ xử lý vấn đề đó. Còn cái việc mà tại sao tôi đóng cái phim LGBT hóa nhiều mà tại sao tôi lại công khai bạn gái, thì thật sự thì khi mà công việc là công việc, tại người ta mời tôi vai diễn đó, mà vai diễn nó hay, vai diễn nó thử thách bản thân Tú, nó làm cho Tú phải học hỏi nhiều hơn, thì đáng lẽ Tú không thể nào từ chối được. Còn ở ngoài đó là con người của Tú, Tú thích con gái. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.